Đường môn đời thứ 18, trong số đệ tử ngoại môn xuất hiện một thiên tài ngàn năm có một. Anh chàng này không lâu thì tiến vào đường môn, trong ngoại môn bái danh đệ tam. Bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng tam thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử miệng, tự biến thành đường tam. Năm đây hắn được 29 tuổi, 29 năm trước, hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam Thái Gia nhật về đường môn. Hello hello, xin chào anh em đã quay trở lại với video review tiếp theo của NTG Gaming. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chút về môn phái đường môn ở trong thế giới võ lâm cũng như là ở trong thế giới đấu la đại lục. Trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi đến anh em lời chúc sức khỏe. Và xem video của mình thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như các bạn thấy quảng cáo ở trong video thì đừng quên kích vào trong đó để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đường môn còn được gọi là Đường Gia Bảo hay là Vạn Độc Cung. Đường môn được thành lập gần như không phải là một môn phái mà tồn tại dưới hình thức là một gia tộc. Lãnh địa của đường môn là ở vùng Ba Thục Hán Trung, do đường môn là một môn phái trung lập. Không chính cũng không tà, công việc chính của họ là chuyển tiêu kết hợp mua bán hàng hóa ở trong và ngoài khu vực. Những công việc này nhằm bảo tồn và phát triển môn phái. Đệ tử của đường môn rất ít khi hành tẩu giang hồ, nên danh tiếng của đường môn không có tên trong võ lâm ngũ bá. Và họ cũng không có nhân vật nổi danh trong thiên hạ ngũ tuyệt. Gia trang được chia làm 6 khu vực riêng biệt, mỗi khu là một đường do một đường chủ đứng đầu. Mỗi khu đều được bao quanh là một rừng trúc nhỏ trong một rừng trúc lớn. Đường môn ở Tứ Xuyên là gia tộc ám khí nổi tiếng ở võ lâm. Họ lấy ám khí, cơ quan và dụng độc uy chấn giang hồ. Người của đường môn giỏi về thiết kế, phát minh và sử dụng các loại ám khí cùng cơ quan, và thêm cả sử dụng độc, uy lực kinh người. Người đường môn rất ít khi đi lại trên giang hồ. Đệ tử đường môn hành tẩu bí mật và tuyệt đối trung thành. Một khi họ đã hành động thì không có cảm giác thiện ác nhân nghĩa. Không như vậy, võ lâm chính đạo, dân tộc đại nghĩa, quy củ giang hồ đối với đường môn chỉ là vô nghĩa. Bởi vì họ sống trong thế giới riêng của mình, tuyệt nhiên không muốn kết thân với các giáo phái khác. Người của đường môn không thích những kẻ đột nhập không báo trước. Hơn nữa thì Đường Gia Bảo bốn phía cơ quan trùng điệp, ám khí dày đặc, tiến vào thập phần khó khăn. Cho nên đường môn mặc dù thành danh lan xa, nhưng thủy chung vẫn như tấm mạng che phủ một tầng thần bí. Người của đường môn làm chuyện bí hiểm, gặp chuyện không làm việc theo lẽ thường. Vì vậy tạo cho người ta một cảm giác vừa chính vừa tà, không nguyện kết giao cùng danh môn chính phái, cũng không thèm nhập bọn cùng tà ma ngoại đạo. Nhưng mà trong giang hồ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm vừa sợ hãi ám khí của đường môn. Họ vừa hận không thể thăm dò được một phần bộ mặt thật của đường môn, cho nên nhân sĩ võ lâm phần lớn cho rằng đường môn là giang hồ tà phái. Kính trọng nhưng không thể gần gũi, đệ tử đường môn cũng không so đo với bình luận của thế nhân, vẫn như trước độc lai độc vãng, hành tẩu giang hồ. Đường môn còn được biết đến trong giới võ lâm Trung Quốc nhờ vào tính tình cương trực, ngay thẳng, không giả mạo chính nghĩa và làm điều ác mà cũng không phụ thuộc vào bất cứ ai. Những tín đồ của đường môn tài chân cứng cáp, thân pháp nhanh nhẹn và tinh tế. Trước hết nói về khả năng dùng độc của đường môn thì có câu sau: đa dạng, phong phú, không nhất định phải lấy mạng của đối phương. Độc của đường môn đa phần xuất phát từ hoa, lá, cỏ, cây, rắn và cóc vân vân. Các loại độc dược của đường môn có thể không lấy mạng đối thủ, nhưng nó gây những hiệu ứng có tính khó chịu như là độc mê, độc thí, độc thần kinh vân vân. Người dính độc đường môn thường khó chịu, không phải người của đường môn thì 90% sẽ tử vong. Và trong các loại độc đường môn cũng chia làm hai loại, là độc công kích, lan ra khắp cơ thể từ từ gây ra một cái chết đau đớn. Thứ hai là độc công tâm, nhất kích tất sát. Một sát thủ đường môn thường là người có thân pháp nhanh nhẹn, ra tay không chớp mắt, khó nắm bắt. Một sát thủ lời danh trong giới giang hồ về thuật ẩn thân đã miêu tả hình ảnh sát thủ về đường môn như sau: hắn bước đi, ánh trăng sáng chiếu rõ con đường, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tay đưa lên trên thổi khúc tiêu hồn, có một kẻ sắp được tiễn đi bằng khúc nhạc này. Ánh trăng soi rõ lửa khuôn mặt không bị che kín, hình như ánh mắt hắn có điều gì muốn nói. Trước khi hạ sát một ai đó, sát thủ đường môn ngồi thổi khúc tiêu hồn khúc như là một hành động báo trước, đó cũng là khúc hát đưa kẻ bị ám sát đi về lời chín suối. Sát thủ đường môn ra tay nhanh và đặc biệt là không có những vụ thảm sát đẫm máu. Đường môn là phái ít được biết đến trong võ lâm, nhưng một trong cuốn sách có tên là Ân thì có nói về đường môn như sau: đường môn là một gia tộc chính trực, không sợ trời không sợ đất, có vẻ hơi ngang ngạnh nhưng rất có chữ tín. Người của đường gia không bao giờ nói hai lời. Giang hồ có một câu chuyện như sau:
Minh chủ Võ Lâm trong một lần triệu tập quần hùng để tham gia diệt gian trừ bạo tại một vùng biên cương xa xôi. Sau khi trở về bị tiểu nhân tập kích đánh nén, không may bị thương. Một mình đường chủ của ám thích đường Đường Minh đã bảo vệ Minh chủ Võ Lâm an toàn trở về. Đệ tử của Đường Môn chẳng những ít qua lại với người ngoài, ngay cả kết hôn cũng chỉ là kết hôn với người trong gia tộc. Sau này mối quan hệ của họ mới dần dần phát triển ra các vùng chung quanh, xuất hiện những cuộc hôn nhân với những người không thuộc gia tộc. Đường Môn lúc ban đầu là thích khách thế gia, nhưng dưới sự trị vì của Trình Quán, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, quốc gia thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, làm thích khách đã không thể thỏa mãn nhu yếu thường ngày của Đường gia. Đường gia vì tiếp tục sinh tồn liền bắt đầu bước chân vào thương nghiệp, từ đó trở đi không ngừng lớn mạnh, danh khí của Đường Môn cũng bắt đầu càng truyền càng lớn. Đường Môn môn chủ không phải kế thừa, mà là do môn chủ cùng tứ lão tử ở trong toàn bộ Đường gia đệ tử tỉ mỉ chọn ra, sau đó bồi dưỡng vài năm, đến tận khi môn chủ đời trước lui về mới có thể kế thừa. Nhưng mà môn chủ và tứ lão bình thường bởi vì hàng ngày sự vụ bận rộn, lên trong chuyện chọn lựa môn chủ đời kế, lão thái thái, mẫu thân môn chủ thường có ảnh hưởng mấu chốt. Cho nên thê tử của môn chủ cũng phải được tỉ mỉ chọn lựa, cần phải khôn khéo giỏi giang, không có tự tâm mới có thể được đưa vào trong Đường gia. Song môn chủ của Đường Môn không có quyền hồ phóng hoán vũ. Một quyết sách của môn chủ nếu bị bốn vị trưởng lão phản đối, môn chủ cũng không thể tự ý tiến hành. Đường Môn đệ tử không có những bí kíp võ công mạnh mẽ như là Cái Bang, Thiếu Lâm hay là Võ Đăng. Sức mạnh của Đường Môn đến từ sự am hiểu các cơ quan ám khí với sức sát thương kinh người. Tập trung tu luyện các thân pháp quỷ dị, đệ tử Đường Môn xuất thần nhập quỷ khiến đối thủ không thể đoán trước được. Vũ khí của Đường Môn sau hàng ngàn năm được cải tiến, càng thêm sắc sảo, lại đường tẩm thêm chất độc, nên sức sát thương có thể hạ sát kẻ địch ngoài trăm thước. Nhắc đến Đường Môn thì không thể không nhắc đến tuyệt học Bạo Vũ Lệ Hoa Châm. Bạo Vũ Lệ Hoa Châm tạo thành sát thương phạm vi lớn đối với mục tiêu. Đường Môn cao cấp ám khí, lực xuyên thấu cực mạnh, gây sát thương có tính hủy diệt. Tuyệt học chấn phái này rất ít người có dịp nhìn thấy. Bạo Vũ Lệ Hoa Châm màu bạc tối, bề ngoài đẹp như cá cháp, dài 7 tấc, dày 3 tấc. Để chế tác ra khí Bạo Vũ Lệ Hoa Châm thành hình, nhất định phải dùng máu người để khơi gợi ra nhuệ khí của Thâm Hải Trần Ngâm mới có thể luyện thành được loại cơ quan ám khí này. Vì vậy nó có một cỗ khí thế vô cùng sắc bén không gì sánh được. Bất luận là bản thể hay là 27 miếng hoa châm phóng ra từ trong, tất cả đều làm từ ngân mẫu sinh ra trong Thâm Hải Trần Ngâm. Thâm Hải Trần Ngâm vốn là một loại kim loại cực kỳ quý hiếm, nó vừa cao sang hơn hàng chục lần huyền thiên, nên đây là loại ám khí khó tìm nguyên liệu chế tác nhất. Võ công Đường Môn lấy ám khí làm chính, chính vì thế khi bị địch thủ áp sát thường khó bảo toàn tính mạng. Do vậy mà ngoài các cách thức sử dụng ám khí hay là thúc lộ xuất thần nhập hóa ra, họ còn có cả tài kinh công hơn người. Do giỏi về ám khí và độc công, đệ tử của Đường Môn thường được thuê để thực hiện các vụ thích sát khó nhất. Đường Môn phái từ xưa đến nay vốn không được lòng người trong giang hồ, đó cũng chỉ là vì cái phong thái lửa chính lửa tà. Ngay cả Đường Môn chính phái lẫn tà giáo yêu ma đều coi Đường Môn là kẻ thù. Đường Môn đời thứ 18, trong số đệ tử ngoại môn xuất hiện một thiên tài ngàn năm có một. Anh chàng này không lâu thì tiến vào Đường Môn, trong ngoại môn bái danh Đệ Tam. Bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng Tam Thiếu. Đương nhiên, tới miệng lợi môn đệ tử miệng, tự biến thành Đường Tam. Năm đây hắn được 29 tuổi, 29 năm trước, hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam Thái Gia nhật về Đường Môn. Đường Môn chính là nhà của hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn. Trong Đường Môn còn lưu lại một truyền kỳ về thiên tài Đường Tam. 17 đạo thân ảnh, 17 đạo bạch sắc thân ảnh, tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến. Chủ nhân đạo thân ảnh này, tuổi nhỏ nhất cũng ngoài 50. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, bọn họ mặc bạch y đại biểu chính là Lội Môn, mà chữ Đường màu vàng trước ngực là tượng trưng cho Đường Môn trưởng lão. Đường Môn Lội Môn trưởng lão Đường, kể cả trưởng môn Đường Đại Tiên Sinh, tổng cộng có 17 vị trưởng lão. Lúc này lên núi cũng là 17 vị. Cho dù là Võ Lâm Đại Hội cũng không thể kinh động toàn bộ Đường Môn trưởng lão đồng thời xuất động. Phải biết rằng, trong số Đường Môn trưởng lão, người lớn tuổi nhất đã vượt qua hai giáp, hơn 120 tuổi. Đường Môn trưởng lão tu vi không ai không đạt tới cực cảnh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đi tới đỉnh núi. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy Lội Môn trưởng lão chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón. Nhưng lúc này Đường Tam bất động, chỉ lặng lặng nhìn ra trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt, ngăn lại tất cả đường đi, mà sau lưng hắn là quỷ kiếm sầu. Buông ba đóa Phật Lộ Đường Liên, Đường Tam cúi đầu xuống, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng. Hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng 20 năm, rốt cuộc đã hoàn thành chế tạo được đường xa ngoại môn ám khí đỉnh phong. Cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Giờ phút này Đường Tam có cảm giác đối với chính mình mà nói, tất cả đều đã không còn trọng yếu, vì bối môn vi quỳ cũng được, sanh tử tổn vong cũng được, tựa hồ tất cả đều theo ba đóa đường liên đang nở rộ trước mặt mà kết thúc.
Phật Lộ Đường Liên, loại âm khí bá đạo nhất thế gian này đang sinh trong tay của chính mình. Còn gì có thể làm Đường Tam hưng phấn hơn loại âm khí này? Ta biết, trộn nhập lội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng lên trời mà thề. Tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta học trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoanh dung. Chỉ là ta muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam ta chưa giờ quên cội nguồn, trước kia không có, sau này cũng không có. Đường Tam lúc này tâm tình rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong đời. Nhìn đại viện cổ xưa của Đường Môn trên sườn núi, cảm thụ không khí thuộc về Đường Môn. Đường Tam mắt đã ươn ướt từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện. Có thể nói hắn chính là vì Đường Môn mà sinh, mà lúc này cũng lên vì điều mà chính mình theo đuổi suốt cuộc đời là Đường Môn mà đi. Các trưởng lão đều không nói gì, bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Lộ Đường Liên xuất hiện. 200 năm, suốt 200 năm, Phật Lộ Đường Liên dĩ nhiên xuất hiện trong tay ngoại môn đệ tử. Điều đó có nghĩa gì? Phách tuyệt thiên hạ, tuyệt thể ám khí mà ngay cả người của Đường Môn cũng không thể chế tạo. Tuyệt đối là thời kỳ đỉnh phong của Đường Môn đã tới. Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam thản nhiên cười. Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay là năng lực đều là Đường Môn phú du. Bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quy củ của Đường Môn. Ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể của ta, một ngoại môn đại tử phi bối môn quy ở lại Đường Môn. Đã như vậy, hãy để xương cốt của ta hóa vào tự nhiên ba thục đi. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn rốt cuộc làm các trưởng lão bừng tỉnh. Lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tầng nhũ bạch sắc, khí lưu trong nháy mắt từ hắn trên người toát ra. Huyền Thiên Bảo Lục, người ngay cả bổn môn tối cao lội công Huyền Thiên Bảo Lục cũng học rồi, Đường đại tiên sinh thất thanh nói. Bỗng oanh một tiếng lổ vang lên, lúc các vị trưởng lão đồng thời lùi về phía sau để phóng bất trắc. Bọn họ cũng thấy Đường Tam xích lõa toàn thân. Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạng. Xích lõa mà đến, xích lõa mà đi, Phật Lộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng của Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ thứ gì của Đường Môn. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn.